chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Mạnh Cường Đắk Nông Sao. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và mình sẽ review cho anh em xem một chiếc controller, hay chúng ta thường gọi là cái code server, cái thiết bị chia quay cho tín hiệu âm thanh anh em nhé. Thì đây ngay trước mặt anh em đây là một chiếc DBX Driver Rex BA2 anh em nhé. Thì cái con này nó sẽ có gồm 2 in và 6 out. 2 in 6 out. Con này thì nó sẽ chia quay mặc định, chúng ta sẽ gọi các cái reset có sẵn ở trong cái BA2 này ra và chúng ta sẽ chỉnh sửa nó. Anh em nhìn thấy thì đầu tiên phía bên tay trái của mình nó có một cái đường mic input, RTA mic input. Cái này cái mục đích là gì? Cái mục đích là chúng ta sẽ cắm cái cây micro RTA vào đây để mà cái khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng auto equalizer trong cái controller này á, thì cái đường mic chỗ này nó sẽ thu các cái tín hiệu từ loa phát ra vào trong này, cái nào dư thiếu thì equalizer nó sẽ tự cắt, nó gọi là cái auto equalizer em nhé. Và tiếp đến thì đây là các cái phím chức năng back, và cái này là phím control chúng ta điều khiển, chúng ta chọn ha, đây recall, cái này chúng ta gọi hoặc là chúng ta lưu. Rồi đây PEQ, chúng ta chỉnh equalizer này, delay, RTA, limited, compressor, solver, cái này code server á, đây GEQ. Rồi đây là chúng ta chỉnh cái đường subsid gì đó ha. Rồi bên này thì nó sẽ có 6 cái đèn báo tương ứng với lại 6 2 in và 6 out. Đây input, hai cái đèn báo của input left right, và đây là 6 cái đèn của 6 cái đường out nhé. Đó, và mặt sau, bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem. Đây, mặt sau ở đây thì cái này anh em thấy đây là cái hàng xịn nhé, điện nó sẽ là 120V. Chúng ta chú ý nhé, khi cắm điện chú ý nhé, điện 120V. Đấy. Và đây là cái cổng để chúng ta cắm cái dây lan nào chúng ta kết nối với lại iPad nhé. Chúng ta cắm cái cục router Wi-Fi vào đây. Chúng ta kết nối iPad hoặc là chúng ta có thể cắm cái dây lan từ đây cắm thẳng vào cái laptop, chúng ta chỉnh dây laptop ha. Đây cái cổng USB, chúng ta cũng có thể cắm cổng USB để chỉnh trên cái laptop. Rồi đây là hai cái đường mic, đường input tín hiệu đầu vào. Anh em lưu ý nha, đường input tín hiệu đầu vào. Đó. Input tín hiệu đầu vào. Ở đây là left right tương ứng trái phải nha. Và left mono right. Đây có cái nút này là chúng ta nhấn vào thì nó cái tín hiệu đầu vào nó sẽ trừ 10 dB. Rồi chúng ta nhả ra thì nó sẽ cộng 4 dB, có nghĩa là chúng ta nhả nút ra thì tín hiệu vào nó sẽ lớn hơn. Tuy nhiên là tùy hệ thống mà chúng ta làm anh em nhé, tùy tín hiệu đầu vào để chúng ta làm. Tiếp đến đây là có 6 đường out. Đây là cái phần out low sub anh em ha. Tuy nhiên thì tùy chúng ta chỉnh thôi, chúng ta chỉnh cái đường này nó thành full cũng được. Cái lúc mà chúng ta cắt code server ha, chúng ta hai filter nó cao lên thì nó thành full thôi. Đây là đào đường out của mic là 2, đấy tương ứng. Đó, anh em thấy chưa? Và bây giờ mời anh em sẽ đi chuyên sâu vào cái này nhá. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và sẽ khởi động cái này lên cho anh em xem nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nguồn nhá, mình cắm dây nguồn vào, bật nguồn lên. Trên màn hình nó có hiển thị cái DBX Rex BA2 nhé, version 10, firmware là V1.2.0. Đấy, đây là cái giao diện của nó, hình thức của nó đây phía trước. Như cái này thì chúng ta có thể gọi quay mặc định nhé, chúng ta set 2 quay hoặc 3 quay tùy. Cái khi mà chúng ta dùng 2 quay thì chúng ta chỉ dùng được cái đường sub và full thôi em nhé. Dùng 3 quay thì chúng ta sẽ dùng được cả cái đường mic, có nghĩa là nếu chúng ta dùng 2 quay thì 2 quay mà 2 quay style
thì chúng ta chỉ dùng được hai đường out sub và hai đường out full. Còn ba quay chúng ta sẽ sử dụng được hết tất cả các đường out đây. Bây giờ ví dụ nhé, mình sẽ gọi cái reset ra. Trước tiên để chỉnh cái con này, cái con BA2 này, thì chúng ta phải xác định rằng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì và cho mục đích nào. Thì bây giờ mình sẽ vào cái nút record đây, bấm nút record cho màn hình nha, anh em mình thấy chưa, record đây nha, rồi gọi. Thì đây là mình đang gọi cái ba quay, đây ví dụ như hai quay này ha, có thể xoay ví dụ bây giờ mình gọi thử cái hai quay đi, em nhìn thấy rõ không ạ? Fix left y đó là cái hình gọi này. Rồi, ok, thì anh em nhìn thấy đây chưa, đây có nghĩa là mình đang gọi style hai quay và sub mono anh em nhé. Thì anh em nhìn thấy là chỉ có cái đường full left y đây, anh em nhìn thấy là mình có thể áp dụng cho anh em chúng ta đánh hai quay. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần server cho anh em xem đó. Thì anh em vào phần code server thì nó cũng chỉ có hai quay đây thôi. Đó, trên này nó chỉ chia hai quay thôi. Cho nên thì nó ao mặc định ra thì cái low đó, thì ao hai đường sub và cái hai thì ao hai đường full. Chúng ta tùy đến tùy chỉnh nó nhé. Tuy nhiên đây thì mình chỉnh cái này cho khách hàng ngoài Bắc, cho nên là bây giờ mình sẽ khách hàng yêu cầu là chỉnh cho họ bốn cái đường out full luôn. Thì bây giờ mình sẽ gọi một cái chương trình khác, mình gọi chương trình ba quay. Đây mình sẽ để style ba quay mono sub, mình gọi nó ra. Thì bây giờ anh em nhìn thấy nó hiển thị này, đúng không? Đấy, hiển thị trên màn hình tất cả đường out hiển thị rõ ràng trên này hết. Rồi bây giờ mình đã cắm hai cái đường phát nhạc từ cái điện thoại vào cái đường input đây nha. Rồi bây giờ mình thử phát lên cho anh em xem nó có tín hiệu rồi vào nhé. Mình đã cắm vào cái iPad, cái iPod cắm trực tiếp luôn. Cắm sạc pin rồi hết pin anh em. Ok. Rồi thì anh em thấy mình đã cấp tín hiệu đầu vào thì cái đèn input nó đã báo đây ha, tín hiệu left right. Cái này style ha, cho nên là hai cái đèn này lúc bên lớn lúc bên nhỏ đó là cái chuyện bình thường thôi ha. Và cái này cái khi mình mà để một chập mình không chỉnh thì nó sẽ hiển thị các cái biểu tượng như vậy nha. Tuy nhiên thì không ảnh hưởng gì hết á, có nghĩa là nó sâu quá. Bây giờ mình sẽ cài lại cái này nha, auto EQ. Vào chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa nha, chia quay cho nó. Đây thì anh em nhìn thấy là style ba quay mono sub. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần cắt code server nhé. Rồi và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta tiến vào cái phần cài đặt nha. Chúng ta chia quay và cái này mình đang chỉnh cho một anh khách ở Hải Phòng. Thì cho nên là anh ấy yêu cầu cái hệ thống của anh là có 4 đường out full thì anh cho ra những cái loa khác nhau đó. Vì thế thì cho nên bây giờ mình sẽ gọi ra cái chương trình ba quay, mình sẽ gọi chương trình ba quay và sub mono anh em nhé. Thì đầu tiên chúng ta vào cái record, cái phím record ở trên cái Black B2 này, record. Tiếp đến mình sẽ xoay cái nút control này tới cái phần, tới cái reset mà có chữ ST là style ba quay và mono sub. Chúng ta chọn
khi này nó sẽ còn fit. Anh em nhìn thấy người mà gọi chương trình khác thì nó sẽ mút mặt được, nó sẽ mút hết đó. Cho miếng nhạc lên đi cho nó có cái đèn nó báo. Sao cái nhạc lên rồi anh em nhé. Đó thì bây giờ anh em nhìn thấy thì trên cái Rivrax 260 này, à sorry anh em, Rivrax BA2 này, BA2 nhé, sorry anh em nhé, mình nói nhầm. Thì bây giờ ngay lúc này đây nó đã có tín hiệu đầu vào đó, và ba quay thì tất cả các ba cái channel này nó sẽ có tín hiệu đầu ra luôn đó. Trời đang mưa nói nó chắc là nghe không được rõ cho lắm anh em nhỉ. Thì bây giờ mình đã gọi chương trình xong rồi, bây giờ mình phải chỉnh sửa nó nhé thì mới sử dụng được nhé. Ví dụ cái đầu tiên mình sẽ chỉnh cái kênh 1-2 là cái đường lô 1-2 lô, mình sẽ chỉnh nó ra thành đường sub nhé. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta phải chia quay trước đã, chúng ta nhấn vào cái nút solver đây, solver này. Đó anh em nhìn thấy ba quay, nhìn cái biểu đồ chúng ta biết luôn ba quay nhé. Cái đầu tiên mình sẽ chỉnh cái sub trước đi. Xoay nút này. Phát ra rồi. Thế mình mono sub trước đi. Mono sub. Rồi cái Regency HF filter Regency này thì chúng ta chỉnh sửa nó. Chúng ta nhấn vào, mình nhấn nút Control này vào nhé. Đây, nhấn nút Control này vào. Rồi, để cho nó nhảy qua bên cái tần số 32 này. Thì cái này Cường không biết là cái anh khách anh đang sử dụng cái loa sub gì, cho nên là cái phần HF filter này mình sẽ bypass nó đi, out luôn ha. Rồi chúng ta nhấn enter một cái nữa, nhấn vào một cái nữa ha. Đây, xoay xuống cái HF thai, cái này cái kiểu cắt, chúng ta nhấn vào cái này BM lúc 6 này, nó cũng BM lúc là ký hiệu thôi, nét của nó là book network, ký hiệu viết tắt là BM lúc ha. Thì bây giờ mình sẽ thông thường mình sẽ chọn qua cái lên qua lên 24 đi là ok. Cái gain thì tùy, gain thì mình cứ để 0 dB đi. Rồi cái low frequency là cắt tần số cao với tần số thấp nha, chúng ta cắt bằng tần số cao thì bây giờ mình sẽ cắt ở cái tần số là 100 Hz trở xuống, mình sẽ lấy 100 Hz trở xuống làm sub thì đây. Anh em cũng tương tự chúng ta nhấn vào không? Chúng ta cắt bao nhiêu thì cắt 100 mấy hay là 100 như tùy chúng ta. Đó, bây giờ tôi sẽ cắt 100 Hz đi. Là 80 chẳng hạn. Đó, mình bây giờ mình cắt 90 đi nhá. Mình cho nó 90 này, 90 Hz này. Nút Control này anh em để thay đổi tần số hoặc rồi 90 Hz này. Tiếp theo nhấn nút Enter vào cái nữa rồi chúng ta xoay xuống xem có gì nữa. Tai cái kiểu cắt đang bên lúc 6 chúng ta phải chuyển nó qua. Đây mình sẽ chuyển nó qua là Link 24 và viết tắt là cái chữ LR ha. Thì cái này tùy thôi, tùy mục đích chúng ta sử dụng, tùy cái loa thôi. Còn cái Prodati là cái này đảo pha, chúng ta đảo pha của cái hai cái đường sub này anh em ạ, đảo pha nhá. Rồi khi chỉnh cái đường sub xong rồi chúng ta sẽ qua chỉnh cái đường full. Cái này ba quay thì đúng ra mình sẽ chỉnh là low mix 2, tuy nhiên thì mình chỉ sử dụng hai quay thôi nhưng mà mình vẫn sử dụng hết 6 đường out, cho nên bây giờ mình sẽ chia cái mix này thành cái loa full của chúng ta luôn ha. Có nghĩa là bây giờ 4 đường còn lại, cái đường mix và cái đường 2 mình sẽ làm loa full luôn. Đấy. Rồi, bây giờ chỉnh xong sub rồi chúng ta bách thắt ra. Rồi, chúng ta chỉnh lấy cái mid band. Enter vào. Đây, frequency thì chúng ta cũng lấy 100 Hz đi. Rồi kiểu cắt. Anh em thấy cái vị trí 100 Hz chưa? Vị trí 100 Hz nằm cái lúc này này. Thì cái loa sub mà chúng ta lấy từ 100 Hz trở xuống rồi thì bây giờ loa full chúng ta sẽ lấy từ 100 Hz trở lên chẳng hạn. Có hồi nãy thì mình lấy 90
Bây giờ mình cũng lấy cái loa phun là 90 đi. 90 trở lên, 90 Hz trở lên. Còn loa xuất là 90 Hz trở xuống. Đó, nói để cho anh em dễ hiểu ha. Nói nó hơi lằng ngoằng chút xíu anh em thông cảm nhé. Mình phải nói như vậy thì những người mà chưa biết thì người ta mới hiểu được. Rồi, chúng ta nhấn cái nút control này vào. Xoay xuống. Rồi, cái HS Time đang đem rút 6, chúng ta chuyển qua cái lên 24 lên đây rồi ha. Đó. Thì có nói là như vậy. Một lát mình chỉnh xong mình sẽ kiểm tra lại xem nó có sai chỗ nào không. Rồi. Cái LP này á là chúng ta cắt cái tần số cao đó anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta nhấn enter vào. Đây nó đang ở 6 ký. 6 ký nằm ngay khúc này này ha. Thì bây giờ chúng ta làm full mà chúng ta phải out luôn. Chúng ta xả lên hết chúng ta anh em nhủ đồ biết là out luôn, không cắt tần số cao. Ok chưa anh em? Nhấn enter vào cái này xoay xuống tiếp. Rồi cái kiểu cắt này chúng ta chuyển qua đây luôn. Nói chung chúng ta không dùng thì chúng ta không cần chuyển á, nhưng mà thôi quán tính chúng ta cứ chuyển như vậy chắc cú đi, lợi nhiều khi mà chúng ta cắt á, chúng ta dùng ha. Rồi Rorati đảo pha, đảo pha của cái quay này nhé, đảo pha 180 độ. Rồi chúng ta chỉnh cái đường mic xong rồi, bây giờ chúng ta bắt nó ra, thoát nó ra, chúng ta chuyển lên cái đường 2 bên đây luôn. Anh em mình lấy 2 cái đường chép, chúng ta lấy chỉ có chép như đây thôi ha. Bây giờ mình xả xuống vào full luôn. Rồi bây giờ cái frequency này cho nó xuống 90 luôn nhé, tại vì full mà cái kia cái đường mic mình làm full mình lấy 90, thì cái đường này mình muốn làm full mình vẫn lấy 90 luôn, nó đồng nhau ha. Tuy nhiên tùy lúc tùy trường hợp chúng ta làm mà có cái máy có cái sao cạc rồi có phần mềm mới ống trời tay ra chúng ta đo pha thì chúng ta mới làm chính xác được cái tần số này để chúng ta cắt làm sao cho nó phù hợp ha. Tuy nhiên bây giờ mình chỉ hướng dẫn thôi thì mình cứ làm như thế. Enter vừa là cái gen gen vẫn không đi. Rồi cái hai rồi cái C chúng ta out đi ha, kiểu cắt này chúng ta cũng sửa nó đi cho rồi. Rồi 24. Rồi vậy là chúng ta chỉnh xong cái phần code server rồi. Thì ngay lúc này đây anh em thấy cái out này, out 1-2 phía sau á, đây đường này nó sẽ là sub và bốn cái đường này nó sẽ là full nhé, full left right nhé, full stereo luôn nhé. Còn cái sub là đang mono ha, sub sum mono có nghĩa là lấy hai đường tín hiệu này ra, hai đường này nó sum mà luôn. Có nghĩa là chúng ta cắm một dây cũng được mà cắm hai dây cũng được, nó cũng là mono nhé anh em nhé. Rồi tiếp theo chúng ta chỉnh cái equalizer cần thiết ha, cái GEQ đây, cái PEQ hoặc GEQ tùy chúng ta sử dụng. Và bây giờ mình phát ra cái này, chúng ta phát ra đi. Đó chẳng hạn, bây giờ chúng ta nhấn vào cái PEQ xem nó có gì nào. Auto PEQ 2 đấy, chúng ta chỉnh EQ cho từng đường out ha. Rồi bây giờ cái GEQ này là chúng ta chỉnh tổng luôn á. Mình xem thử nào. Quick score flat. Tần số nó chạy thứ tự như vậy. Chờ xíu nha, mình dò xem có gì trong này là mình hướng dẫn luôn cho nghe. Đây là cái Graphic EQ. Graphic EQ Style nghĩa là cái này nó sẽ chỉnh, nó sẽ cắt EQ trực tiếp ngay từ cái đường tín hiệu input này luôn ha. Đấy, cắt xong rồi mới out ra anh em nhé, cắt EQ trên này xong rồi mới out ra. Còn ví dụ như mà chúng ta muốn chỉnh từ đường riêng thì chúng ta xài cái PEQ. Chờ xí đi, mình xoay xuống xem nhé. Đây nó có cả cái kiểu này này, cái thứ này. Đấy, tuy nhiên thì cái này
xong đây một lát mình sẽ hướng dẫn thêm một cái sâu hơn nữa cho anh em nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành cắt equalizer nhé. Bây giờ chúng ta thấy tần số 20 hẹp bị dư, 20 hẹp thì không nghe được rồi, thôi tôi bỏ cái tần 20 hẹp đi. Chúng ta cứ xoay này, nó sẽ nhảy tần số và đồng thời nó sẽ theo đây ha. Đây, ví dụ như mình cắt ở tần số 1 ký chẳng hạn, nó ha, xoay tới 1 ký, nó có ký hiệu 1.0 ký này, kilohertz này. Chúng ta nhấn enter vào thì nó nhảy qua cái phần DB bên này, là phần gain đó. Chúng ta tăng hoặc giảm, đây anh em nhìn cái biểu đồ này, chúng ta giảm nó tụt xuống ha, chúng ta tăng thì nó lên. Xong cái điện này rồi, chúng ta nhấn enter vào cái nữa, rồi chúng ta xoay tiếp qua cái tần số khác, rồi một ký 25 chẳng hạn ha. Rồi chúng ta cũng nhấn enter vào và chúng ta cũng cắt đây, xong rồi thì chúng ta enter tiếp nó ao bên này đây ha. Thì chúng ta xoay tiếp chọn tần số khác chẳng hạn 2 ký chẳng hạn, enter vào để cắt hoặc tăng. Đây là tăng này, tăng thì nó sẽ trồi lên, có cái màn hình chúng ta nhìn dễ biết lắm ha. Đó, chúng ta tăng giảm thì chúng ta cứ làm như vậy. Xem từ đầu đến cuối nha, mới hiểu nha, anh em mình có tua qua nhé. Rồi cái phần delay, phần delay của chúng ta có thể delay được từng quay này, chúng ta delay input cũng được, chúng ta delay nhưng cái delay này chúng ta cái độ trễ của tín hiệu nha, chứ không phải là hiệu ứng effect đâu nhé, độ trễ tín hiệu. Cái này anh em cái tai chúng ta thật là tinh ấy, thì chúng ta mới nghe được, hoặc chúng ta có thiết bị đo RTA chúng ta đo bằng phần mềm nhé. Rồi mình sẽ bỏ qua phần delay đi. Rồi tiếp đến mình thử xem phần sub này xem nào. Rồi cái phần sub này mình cũng bỏ qua đi. Sub phonics. Cái phần này mình bỏ qua đi anh em ơi. Rồi mình hướng dẫn em cái phần limited. Cái phần limited là chúng ta đặt cái ngưỡng, cái ngưỡng tín hiệu của đầu ra ha. Đây, nó low mic 2 chẳng hạn. Bây giờ mình đặt cái tín hiệu phần low chẳng hạn, low mình thấy tín hiệu ra lớn quá mình bóp lại bớt ha. Để khi nào nó tín hiệu nó lên tới ngưỡng nó thì nó sẽ nén lại. À, nhưng nó sẽ chạy ngang luôn, nó khác với cái compressor là vậy ha. Compressor thì nó nén, còn cái này nó sẽ chạy lên lại. Nó cũng thuộc nén. GEQ, sorry anh em nha, GEQ chưa on ha, cái Graphics EQ chứ phải on nó lên thì mới sử dụng, mới có tác dụng ha. Hồi nãy mình quên không những dụng này, đây chúng ta off đi thì chúng ta có cắt cũng có tác dụng, chúng ta tăng giảm cũng có tác dụng, chứ phải on lên. Đó, anh em nhìn kỹ nha, bây giờ đang off này, trở về ban đầu này, mình thoát ra này, thoát ra nhé. Thì bây giờ mình nhấn vào cái Graphics EQ này. Graphics EQ trên đang off, chúng ta nhấn enter vào. Rồi chúng ta xoay nút control on lên. Ok, xong rồi.
cho từng cái đường ong ấy, từng cái đường ong ấy rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái ke kêu. Ke kêu là cái hiệu cơ ha, cái tắt thôi. Còn là những cái đường ong parametric ke kêu thì anh em thấy nó có auto ke kêu luôn. Auto mình sẽ hướng dẫn sau ha. Đây nó sẽ có cái đường IQ này tốt nhất chúng ta không nên dùng ha. Chúng ta dùng nó cắt hết nó nghẹt mất. Rồi bây giờ bắt thoát ra. Rồi bây giờ ví dụ như cái phần sub này là low output này. Enter vào đi. Thì cái parametric IQ của phần low này nó cũng đang off. Chúng ta phải nhấn enter vào qua này, chúng ta dùng nút control xoay cho nó on lên. Đó. Em thấy chưa? Nếu mà chúng ta dùng chúng ta on nó lên ha, thì bây giờ mình sẽ on hết cho khách hàng luôn. Đây, on rồi, đã on xong rồi. Mình chuyển qua cái chế độ khác, đây là cái Let's On. Và chúng reset IQ á. Đây một style kiểu cắt này. Rồi nhấn vào Bell này, Bell là hình chuông á. Ha. Reset. Rồi chúng ta chuyển Bell đi. Rồi đây một frequency là chúng ta chọn tần số cắt, ví dụ đây đang 1 kg ha, 1 kg này đó, thì chúng ta để 1 kg. Rồi chúng ta xoay qua bên một gain, nó để rất rõ ràng, chúng ta chịu khó để ý nhá. Thì chúng ta enter vào bên một gain, bây giờ chúng ta cắt đi ha, thì anh em nhìn thấy trên màn hình đây, bell đây nó cắt kiểu này đây ha, bell là hình chuông á, sẽ cắt kiểu như vậy. Dùng thì chúng ta on nó lên, không dùng thì thôi nhé. Nhưng mà thường thì hệ thống loa thì mình làm EQ master luôn, mình làm EQ input luôn, chứ mình ít có làm EQ output hết. Đấy, như cái này đã on lên rồi ha, thì chúng ta chỉ có tác dụng, còn chúng ta chưa on là không có tác dụng đâu. Đấy, thì tương ứng bên 2, cái EQ 2 chẳng hạn. Đấy, bell, kiểu cắt và cái latency tần số, ví dụ chúng ta cái bên 1 chúng ta cắt là 1 kg rồi đúng không? Thì bây giờ cái điểm số 2 này chúng ta muốn cắt tần số khác, chẳng hạn 5 kg à, chúng ta xoay tới 5 kg, anh em để ý nha. Bây giờ mình xoay tới 5 kg này, để cho lên 10 kg này, nó sẽ sai 10 kg đi, rồi enter vào, xoay xuống, again, enter vào. Đấy, anh em thấy hồi nãy cắt 1 kg này, bây giờ cắt 1 kg này, đó anh em bị hiểu chưa? Đó là cái frequency. Frequency là chúng ta chọn là số, chọn cái điểm. Rồi tương ứng với lại main 3 thì nó cũng như vậy thôi ha, cái main 3 hay là tất cả mọi thứ thì nó cũng như nhau thôi. Đây là frequency chúng ta thay đổi. Còn một cái nữa, ví dụ bây giờ cái main 2 này nó còn cái Q nữa ha, main 2 Q này, tôi viết tắt chữ main 2 Q, chúng ta enter vào Q bằng 1 đó. Cái chỉ số Q nó càng nhỏ thì điểm cắt nó càng rộng, còn chỉ số Q này càng lớn thì điểm cắt nó càng hẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt và mình sẽ thay đổi chỉ số này cho anh em xem. Rồi ví dụ bây giờ mình out ra lại đi, enter ra này, xoay đi. Rồi phần gain mình cắt nhá, cắt ở phần 10 kg này nhá, cắt nhiều luôn cho anh em nhìn thấy. À, sorry, ở đây nó quất cái khúc này anh em khó thấy, mình chuyển nó ở giữa đi, mình chuyển qua cái 1 kg đi, anh em dễ thấy hơn. Cắt 1 kg này, cắt xuống hết. Đó, anh em thấy rồi, bây giờ mình sẽ ao ra, enter để ao ra, mình bật nó xuống cái band 1 Q. Q là chúng ta enter vào, thì bây giờ Q đang bằng 1, chúng ta tăng lên. Chỉ số Q càng lớn thì cái điểm cắt này nó càng hẹp, anh em thấy vậy. Mà khi mà chúng ta để cái điểm cắt này nó rộng
rộng quá nó sẽ bị ảnh hưởng tới các tần số khác. Chính vì đó chúng ta điều chỉnh cái chỉ số Q này làm sao cho nó phù hợp anh em nhé. Đó, anh em thấy ok chưa? Rồi. Bây giờ mình ví dụ luôn cái style luôn. Mình ví dụ mình đổi cái này cho anh em nhìn trên màn hình luôn ha. Bên 2 mất rồi. Mình qua cái bên 1 cơ. Chuyển lên cái bên 1 đi. Style đây, mình sẽ thay đổi này. Đó, anh em thấy chưa? Nó sẽ cắt nguyên khúc rất là luôn. Đó. Chúng ta cái này chúng ta cứ mò chúng ta biết thôi. Thông thường chúng ta dùng cái bell. Rồi. Demo cho anh em xem thôi nha. Không cắt, không ai mà cắt xong như vậy đó. Cắt vậy không nghe, không có gì nghe hết. Rồi ok. Là chúng ta vừa chỉnh phần lô rồi, bây giờ chúng ta thoát ra này. Rồi chúng ta bấm EQ okay, lại đi. Rồi chúng ta vào vào phần mid. Xoay lên phần mid EQ. Thì tương ứng với EQ này thì cái Paramagic EQ của phần mid này chúng ta cũng phải on nó lên nha. Được thì cái cách dùng nó cũng tương tự như cái ao bớt lúc nãy thôi, giống nhau hết ha. Các bạn là chúng phải on nó lên nhá. Về khách người ta có dùng thì người ta dùng. Rồi cái phần cơ bản để chúng ta sử dụng nó là như vậy thôi anh em. Thì ngay lúc này đây chúng ta sẽ cắm ao 1 và ao 2 đồng xúc. Ao 3, ao 4, ao 5, ao 6 chúng ta làm full nha. Mình đang rao tinh nó tất cả là làm full hết rồi. Bây giờ mình vào cái phần solver chúng ta nhìn là biết liền này. Đó, chúng ta chỉ cắt một đường xuất và một đường full. Anh em thấy chưa? Rồi, bây giờ khi chỉnh xong rồi chúng ta phải tiến hành lưu lại nhé. Mình sẽ tiến hành lưu lại. Chúng ta bấm Start. Đây, cái này chúng ta có thể là đặt tên. Rồi chúng ta nhấn Store thêm một lần nữa ha. Đây, chúng ta nhấn Store thêm một lần nữa này. Thì bây giờ chúng ta đã lưu vào chương trình số 8. Đây cho anh em. Bây giờ mình lưu xong rồi ha. Thì anh em thấy cái tên đã thay đổi MC Pathway Submono. Rồi chào anh em nhé, anh em nhớ ủng hộ Cường bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Cường. Và anh em chúng ta đừng quên là nhấn cái nút chuông để theo dõi nhé, để chúng ta nhận những cái video mới nhất từ Cường nhé. Và anh em cũng ủng hộ Cường bằng cách là like và chia sẻ giúp Cường nhé. Bây giờ thì anh em chúng ta vui lòng đăng ký kênh để sẽ xem một cái video clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta kết nối và điều chỉnh nó trên cái Debit Direct V2 này qua cái iPad, điện thoại hoặc là cái laptop em nhé. Và bây giờ chào các em nhé, hẹn gặp em vào cái clip tiếp theo.